ơi, một năm lại trôi qua thật nhanh và Tết đến thật rồi. Năm nay là năm Quý Mão, tức là năm của con mèo, là con giáp thứ tư trong 12 con giáp của Việt Nam. Tuy nhiên, ở một số các quốc gia khác như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore lại không sử dụng hình tượng con mèo là con giáp cho năm nay, thay vào đó lại sử dụng hình tượng con thỏ. Khang có biết về một câu chuyện rất là thú vị mà Khang tìm hiểu được liên quan đến thông tin này. Đây là một câu chuyện từ dân gian Trung Quốc. Chuyện kể rằng vào ngày đầu tiên của năm mới, Cộc Hoàng Thượng Đế muốn tổ chức một cuộc thi để phân ra ai sẽ là linh vật cho các năm. Có rất là nhiều con vật muốn tham gia, trong đó có mèo và chuột, lúc đó là hai bạn thân. Vào ngày 30 Tết, mèo nhờ chuột gọi mình dậy sớm để hai bạn cùng nhau đi tiến cử. Nhưng vì một lý do nào đó, chuột đây âm thầm đi một mình mà không gọi mèo dậy. Vì thế, mèo không có trong 12 con giáp của Trung Quốc. Từ đó, mèo và chuột không bao giờ thấy nhau, cứ gặp nhau là có chuyện. Một ví dụ điển hình cho chuyện suốt ngày rượt đuổi nhau này là trong một phim hoạt hình Tom and Jerry. Nhưng vậy thì tại sao người Việt Nam lại chọn năm Mão là năm con mèo? Có rất là nhiều cái lý giải khác nhau. Một cách đó chính là thỏ trong tiếng Trung Quốc là mèo. Mèo thì lại nghe rất là giống Mão là mèo trong tiếng Việt. Và cái sự phát âm gần nhau này đã gây sự nhầm lẫn một chút xíu. Xong rồi người Việt Nam từ từ quen và chọn năm Mão là năm con mèo luôn. Khang cũng biết đến một lý do khoa học hơn, đó chính là do điều kiện thời tiết, loài mèo có khả năng sinh sưởng cao hơn loài thỏ tại Việt Nam. Thêm vào đó, loài thỏ cũng xuất hiện rất ít trong văn hóa Việt Nam. Thay vào đó, loài mèo là một loài rất là được nhắc tới rất là nhiều trong văn hóa Việt Nam, xuất hiện trong rất là nhiều bài thơ, ca dao tục ngữ, các bài hát và còn được mệnh danh là tiểu hổ nữa. Cũng có nhiều cái lý do giải khác nữa, nhưng mặc dù là mèo hay là thỏ thì con nào cũng được hết á, vì hai bạn đều dễ thương, nhất là với bộ lông mềm mại và tính cách hiền lành của hai bạn. Khang cũng có một bài thơ gửi gắm đến mọi người hay trên lời chúc cho năm nay. Nhân dịp này, Khang cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh của Khang trong năm qua. Bây giờ mọi người cùng theo dõi bài thơ của Khang nha. Năm mới Quý Mão, ai cũng bảnh bao, may mắn tuôn trào, sức khỏe dồi dào, khó khăn chẳng sao, thi cử điểm cao, hạnh phúc dạt dào, tiền vô ao ao. Chúc mừng năm mới, chúc mọi người an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Happy New Year, the year of the cat. I wish you all the best of luck in the upcoming year. Xin chào, bye.